Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 có muôn vàn khó khăn và thiếu thốn, nên rất cần sự chung tay từ cộng đồng để có thể chiến thắng đại dịch này. Hiểu được những khó khăn của đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống dịch, ngày 21 tháng 4 vừa qua, ban lãnh đạo Madison Group đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần các y bác sĩ tại bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Thông qua hoạt động, Madison Group đã trao tặng 500 khẩu trang kháng khuẩn, 60 chai dung dịch rửa tay và nước xúc miệng diệt khuẩn, chung tay cùng nhau đẩy lùi dịch COVID-19. Hôm nay thì tặng một số vật dụng, những cái mà cũng thiết thực với cái ngành y của mình, thì mong anh chị là sức khỏe dồi dào để cùng với toàn dân để thắng qua cái khó khăn này. Đây là cái tấm lòng của các anh các chị đã dành cho nhân viên y tế của chúng tôi, thì cũng thay mặt cho bệnh viện xin chân thành cảm ơn. Và chúng tôi rất là cảm ơn sự chia sẻ đồng hành của công ty Madison và cái TNT Group đã động viên chúng tôi rất là kịp thời để tạo thêm cái động lực chúng tôi để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.